Page next. Why are you here again? Headquarters sent me here. They said that you would prep me for the mission. So, what mission are you speaking of exactly? Maybe you shouldn't be hanging out with chemicals on T-Dog. It can't be good for you. Oh, pish posh. They're perfectly safe. My latest invention gives you superpowers. It is varying results, though. Want to try it? Heard that should already give you that one. Oh, silly me. I forgot. What superpower did it give you? It gave me super speed, but my feet smell like onion. That's unfortunate. Tell me about it. Can we talk about the mission already? What mission? The Gates of Time. Yes, there's one rumored to be hidden at the museum. You're supposed to tell me how to open it. Oh, no, 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 no. Why? Because you don't know what might come through. Don't say I didn't warn you. Thì hôm nay gia đình sẽ dẫn tất cả mọi người tới một cái pier này. Cái này gọi là Redondo Pier. Thì chỗ này có thể tàu để đi ra biển rồi luôn. Nhưng mà đặc biệt cách đây mấy năm Ngọc có qua đây á, bạn Ngọc có dẫn Ngọc đi một cái chỗ này. Ngọc rất là thích thú tại vì bắt hải sản tại đây và người ta làm cho mình ăn ngay tại đây luôn. Thì nếu như mà mọi người có qua Cali chơi á, cứ ghi ngay chỗ này nè. Đó, ta bán cho mình đem ra bàn ngoài đó mình ăn. Đây là cái khung cảnh ở bên ngoài ha. Còn bên trong người ta sẽ để nè tất cả những cái hải sản bên đây. Mình thấy hải sản nào mình muốn thì mình cứ kêu. Ở đây là có ghẹ nè. Ghẹ này phôi đa mình ăn rồi nên mình không ăn nè. Còn này là cua đá nè. Đó. Wow, con này kìa, con cua nhện, cua gì nè. Hồi nào giờ Ngọc chưa ăn con này nha. Chắc bữa nay ăn thử con này quá. 12 đồng một phao con này nè. Rồi cái này là cũng cua đá luôn nè. Đây thì cũng cua đá luôn. Cua đá mà có con cái là người 10 đồng một phao, người ta ghi con cái đàng hoàng nè. Santa Barbara crab. Ồ, con này là con cua ở Santa Barbara. Ồ. Nằm bên đây con gì đây? Đây chắc tôm hùm quá. Rồi, tôm hùm này là tôm hùm. 30 đồng một phao cái con cua Canada, con tôm hùm là nhiêu? Tôm hùm sống là một phao là 40 đô con á, là người ta nấu ra cho mình luôn á, một phao á 40 đô. Hay có nguyên một cái hàng hải sản là người ta đã hấp rồi nè, nếu như mà mình muốn mua thì mình cứ mua cái đồ hấp ở trong này. Có tôm luộc nè, rồi có mực nữa. Còn không á thì mình mua con người ta chưa nấu. Còn bên đây là có hàu nè. Cái con hàu này chắc người ta làm cho mình luôn quá. Ướp đá luôn nè. Rồi bên đây có gì? Hy vọng có nhum biển, Ngọc đang thích thèm nhum biển. Cái này là con nghêu, chim chép với nghêu, hồ ốc không bông tai, nghêu. Wow, nhum biển bự dễ sợ chưa? Này là cũng hào nè, hào với nghêu, ốc nè. Này ốc nè, ô nhum biển nè, nhum biển. Bên kia cũng nguyên một cái hồ bự luôn. Còn đây là nguyên một hàng bán cá bán đồ. Đó, mình muốn mua cá mua đồ thì dễ để em mình mua. Chắc người ta câu ngoài biển vô, người ta tới đây liền luôn. Rằng nó có cái máy vậy, máy được chuồng hai. How are you? Yeah, please, thank you. Ngọc nói là chờ chọn cho Ngọc hai con nhum biển bự, size bự. Cái bàn này là cái bàn mà để máy ảnh làm nè. Con này với cái ai nó đâm vô nhất lắm.
cá nè. Cá này giống cá đói quá hả? Không biết đúng không ta? Nhìn giống cá đói. Cá này nhìn cũng ngon đó nè. À, cá này để ra, cá này là cá mồi để làm cá hộp á. Mực nè. Hello. Hello em bé nhõng nhẽo, em bé đang ngủ. Đang ngủ à, tới đây cái em bé tỉnh dậy cái em bé nhõng nhẽo. Ngọc nhờ anh lấy giùm nhà Ngọc cái con khác cho nó bự bự hơn chút xíu con kia. Mà chưa không thấy con nào bự bằng con này. Man, this is so big. Quá bự luôn á. Đây Thảnh đang tính tiền á. Tổng cộng là nhiêu? 68 đô. Tổng cộng là 68 đô cho hai con này. Wow, con cua này nè. Con cua này thì Ngọc thấy thật thà chắc không có gì nhiều đâu. Nhưng mà nó lạ từ nào giờ Ngọc chưa có ăn. Nên là Ngọc muốn ăn thử coi coi làm sao. Còn thịt thà mình thấy không có gì hết trơn. Let me see. Whichever one doesn't matter. Anh hỏi lấy con nào, cũng nói con nào cũng được hết trơn. Ok, good. Yeah. Yeah, that's good. This one looks a lot better. A lot better? Yep, it has all its legs. That one was missing one leg. Oh, okay. So okay? Yeah. Oh, yeah, yeah. Would that be all for you today? Can I have like one of the, is it a stone crab? Yes, female. Female, okay. One only, please. Con cái thì thường thường hình như nó có... Đó, còn cái máy này là cái máy mà người ta sẽ bỏ vô người ta nấu nè. Trời ơi, coi kìa, nguyên cái hồ quá trời, trời cơm bên đó luôn. Rồi, em bỏ vô này mình phải đi trả tiền. Tôm hùm bữa giờ Ngọc ăn quá trời rồi. Tôm hùm này cũng giống như mấy tôm hùm này mà. Kia thì con không có gì khác hết trơn. Rồi thôi, rồi anh bỏ vô cái bịch, bắt đầu anh bỏ vô á. Rồi ok, bỏ vô đó rồi đó. Ok, thank you my friend. Đó, giờ nè, đây bên đây lấy ra. Wow. Quá trời đông luôn. Ăn cái kiểu này ai cũng thích hết trơn. Trời ơi, hai cho con mua được gì rồi? Wow, quá trời đã. Rồi bây giờ đó, mua xong hết rồi là phải đi ra kiếm cái bàn ngồi. Did you buy it, Daddy? Yeah, I bought the premium top shelf. Ooh. Cái này là lobster bisque mà người ta cắt nguyên một cái ổ bánh mì lên á. Thì nó đổ cái đó vô rồi nhìn ngon dễ sợ, hấp rất là hấp dẫn luôn á. She's touching me like she's with her fingers. À, con lỡ con không biết rồi con làm. No, here, wash your hand. Okay, you got it on mom. Con lỡ con không biết rồi con làm đổ hả? Không sao đâu, cái đó gọi accident mà, đúng không? Con chùi miệng con giùm mẹ cái đi. Nãy giờ con ăn gì rồi? Hả? Nãy giờ ăn gì rồi? Con ăn chicken tender không? No, she doesn't want any. Mẹ mua con ăn chicken tender nha. Daddy, she want chicken tender, daddy. That's what she said. Xong ba hỏi con ăn không, con nói không. Mà giờ mẹ hỏi ăn không? Hả? Là cái thịt gà mà chiên lên á. Ăn không? Sợ ơi. Wow, anh đang mở cái con oyster ra cho mình nè. Hấp dẫn quá. Rồi cái con này của Ngọc anh làm xong rồi nè, bây giờ anh bỏ vô cái khay rồi mình chỉ lại mình lấy thôi. Thank you my friend. Thank you very much. Wow. Mọi người coi nè. Quá trời quá đất. Này mà phải có ba ở đây nè. Mai mốt ba mẹ qua đi. Cái wakali ăn cái này tươi luôn, đã. Đây nè, coi nè, cái đó là cái gì dạ? Thấy không? Nhớ hồi đó mình đi lặn biển bắt tôm hùm rồi cái chú đó, chú bắt này cho mình không? Thấy không? Nhớ không? Rồi ba ngồi chỗ nào vậy? Ở đằng đây là cũng có một cái vài chỗ. Rồi ra ba mua nước uống hả? Bán đồ, nói chung là fries với lại hamburger rồi này kia đó, nếu mà ai không ăn hải sản. Đây, mấy cái bạn đằng đây đây. Kiếm một cái bàn để mình ngồi. Tìm bàn mình ngồi.
Nên mình ngồi bàn này quá. Ngồi bàn này đi. Quá trời hấp dẫn. Cà tôm của Ngọc chắc chưa xong. À, cua chứ. Cua chắc chưa xong đâu. Đang lại ai ăn cái này trước đi. Ngon không? Có lý không? Ngon. Bây giờ Ngọc sẽ mời mọi người ăn cùng với Ngọc cái dưa biển này nha. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Coi cái màu đó nè. Một rất là thích ăn cái nhìn cái nhân màu y cái hộp gà mà ra đi quanh xoay đâu chồng một ngọc hỏi chồng mà bánh muốn ăn thử không anh không anh không muốn ăn appreciate it mà mọi người nha. Wow, nó bằng cái mùi của biển nó bắt đầu béo. Đâu một ăn bánh mì không ba, vậy là đủ rồi đó. Bạn cẩn thận. Wow. Rất là mặn của bùi biển nha. There's some big it's really good. Sea urchin, right? Ôi. Mặn xong rồi cái vị cuối cùng của nó là cái vị thanh ngọt. So good, oh my god. It is good, very good. Is what, remember I said I wanted to find bread, lobster bisque in a bread bowl? Green ticket number 530. Không còn lời nào diễn tả nổi. Độ ngon, độ tươi của nó. Chỗ này đúng là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Muốn nào muốn lấy là ngọt. Đầy ấp, như biển luôn. Ngon quá. Tôi nhớ như mày cũng đang quay cho mẹ. Thế thử này. Xin lỗi em mặc của chú đây. Trời xin ăn bao của chú, dạ. Thôi bây giờ ăn yeah. Ở đây quay đàng hoàng, quay gì kỳ vậy? Keep it straight, baby. Đây nè, bây giờ mời ông bà cô chú ăn. Nói gì ta? Dạ, cái đó mày dùng đi. Yeah, horseradish. Oh, sốt này là sốt không horseradish. Mẹ ơi, mẹ ơi, rồi sao mẹ? Người ta bán là 5 đồng một con hào như thế này. Có rất là nhiều size và có rất là nhiều loại. Wow, coi nè. Chào mọi người. Oh wow. That's really good. Rất là béo luôn. Hồi nào giờ Ngọc chưa bao giờ ăn được con hào mà 5 đồng con. We have never tried the oyster that cost like $5 for oyster. Yeah. Chưa bao giờ luôn. Wow. Cái Ngọc tử này nha. Yeah, I gotta try this. Okay. Ngon. Xuất sắc. Là chứng minh mày á. Xuất sắc á. Béo. Mặn mặn. Cái này có chín chín quái này. Béo lắm chứ nè. Really good. Tuyệt vời. Của Ngọc xong rồi đây mọi người ơi, Ngọc vừa lại lấy nè. Trời ơi, trời. Cua của mẹ xong rồi này trời nè. Wow. Honey, you should put down the paper. Yeah. Bỏ giấy bỏ đồ xuống người ta cho mình một sắp quá trời giấy luôn nè mọi người. Open it up, rất là nhiều giấy luôn. Đây. Wow. Hình như cái con này á là cái con mà hồi bữa Ngọc đi câu mực á. Cái là nó có nó nhỏ xíu nhỏ xíu á. I think this one is the one that we caught when we yeah, the little one. Yeah. That's a big one. Ủa nó nghe nè. Oh, we gotta do something about the là muối với lại tiêu á, là mình với chanh á là mình phải đi lại mình xin muối với tiêu. Người ta mới cho cái bình nó trồng chấm muối chi chanh của mình.
ta cho rất là nhiều dĩa luôn, một cái dĩa luôn. Lại ngọc lấy mấy bịch muối này nè, muối với lại tiêu, người ta bỏ vô mấy bịch này cái mình đổ ra thôi. Tiêu nè, chanh vô. Để Ngọc mở thử cái con cua cua cái này ra như thế nào, coi gặp sao ha. Ở đây ta bán toàn là cua cái. Đây, đây là bên trong của cua cái nè.
là giờ mới chịu ăn nè ông bà cô chú nè. Giờ mới chịu là ăn khoai tây với lại già. Thử ăn luôn á. Bây giờ thì cả nhà mình đã về tới nhà. Ăn uống xong no nê quá vui. Mình còn ở đây tới ngày mai nữa. Ngày mai nữa là mẹ. Ngày mai nữa đóng phim xong là bắt đầu mình sẽ di chuyển qua một chỗ khác. Chứ mình không ở khách sạn này nữa. Ngọc có mướn một cái nhà mấy tuần. Cách đây 10 phút. Tomorrow can I wash your hair? Muốn gọi đâu cho mẹ hả? Ok. Muốn gọi đâu? Rồi thì những cái lớp học sau chị sẽ học ở bên khách sạn Hilton. Cũng gần đây, đây là khách sạn Sheraton. Thì khách sạn Hilton thì đó, gần đây nè, bữa Ngọc đi Ngọc quay cho mọi người coi khách sạn Hilton này đó. Mommy, nhưng mà mình không có ở khách sạn đó, mình muốn một cái nhà mình ở. I want to be like a hair salon who washes cũng muốn, the hair. Cũng muốn làm, nó lớn lên muốn làm nghề làm tóc không bà cô chú. Rồi, thì cái video clip này sẽ kết thúc tại đây. Phải tóc mẹ ơi, làm chim. Làm móng hả? Làm nail hả? Muốn lớn lên làm nail hả? Không phải. Chứ làm gì? Không phải gội đầu. Muốn làm người gội đầu. Mẹ không hiểu con. Không hiểu, xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ không hiểu con. Vậy con nói con muốn đi ở hair salon. Muốn đi đâu? Hair salon. Thì mình sẽ tiếp tục những tháng ngày rong chơi ở California. Hy vọng là ông bà cô chú thích những cái video clip, những cái địa điểm mà gia đình tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Trái tim mà tặng trái tim cho ông bà cô chú à.